Ham Omasur là một thực phẩm chức năng có tác dụng hạ mỡ máu của người Việt, được chiết xuất hoàn toàn từ thảo dược tự nhiên. Sản phẩm được các chuyên gia y tế đánh giá rất cao về tác dụng và tính an toàn, được ví như tiên dược cho người bệnh mỡ máu và được báo chí đưa tin rầm rộ. Kể từ khi ra đời, thực phẩm chức năng hạ mỡ máu Ham Omasur được rất nhiều người sử dụng và đã chứng minh được tính hiệu quả của nó. Nhiều bệnh nhân mới mắc bệnh hoặc chỉ bị nhẹ, chỉ số mỡ máu đã nhanh chóng trở về bình thường. Hướng dẫn sử dụng. Xem chi tiết ở trong tờ hướng dẫn sử dụng. Cách dùng thông dụng là 1-2 viên trên lần ít 1-2 lần trên ngày, có thể thay đổi tùy vào từng trường hợp. Sử dụng sản phẩm hạ mỡ máu Ham Omasur sau bữa ăn sáng và ăn tối khoảng 1-2 tiếng. Hãy dùng liên tục đúng liệu trình và nhớ kiểm tra lại các chỉ số mỡ máu sau mỗi 1-2 tháng sử dụng sản phẩm. Muốn phân biệt thực phẩm chức năng hạ mỡ máu Ham Omasur hàng chuẩn chính hãng của công ty, bạn chú ý. Y. Dưới đáy lọ nhựa có logo chữ nổi Ham Omasur sờ nhẹ thấy được. Không thể tẩy xóa. Ai. Nhãn hợp kim cố định trên thân chai theo công nghệ gia nhiệt. Nhãn tinh xảo chìm vào thân chai và có in logo Ham Omasur mờ chìm. Không thể bóc ra khỏi thân chai được. Y. Tem tích hợp công nghệ hiện đại. Thiết kế rất tinh vi. Không thể làm giả và rất thuận tiện cho người tiêu dùng trong việc xác nhận nguồn gốc sản phẩm. Trên mỗi tem có một dãy số sơ y khác nhau. Trên tem có phần cào mã an ninh, trong đó có một dãy 16 số bí mật ẩn sau một lớp bạc. Bạn kiểm tra theo hai cách. Nhập dãy 16 số vào tin nhắn theo cú pháp giác, mã an ninh và gửi 8099, phí 1000 VND tin nhắn. Ngay lập tức tổng đài sẽ gửi tin nhắn đến điện thoại xác nhận. Gọi tới số 1.900.545.493, cung cấp dãy 16 số mã an ninh để được xác nhận nguồn gốc sản phẩm. IV. Nhà sản xuất duy nhất, công ty cổ phần dược khoa, trước đây là công ty dược khoa, trường Đại học Dược Hà Nội. Mua Ham Omasur chính hãng ở đâu? Để đặt mua thảo dược Ham Omasur chính hãng, bạn nhấn vào liên kết dưới mô tả video này. Để lại tên và số điện thoại để được bác sĩ tư vấn miễn phí. Sau khi nghe tư vấn, nếu sản phẩm phù hợp thì bạn xác nhận mua hàng. Không mua không sao cả. Sản phẩm được giao tận nhà, bạn kiểm tra tem. Nhận hàng và nhớ sử dụng đúng giờ nhé.